Nam xin chào bạn nhé. Hôm nay sưu tầm được một ít máy khá là hay. Mình làm clip này để giới thiệu cũng như báo giá cho bạn, để các bạn thuận tiện khi mua hàng. Thì các bạn lưu ý rằng là khi mua hàng tại shop di động Nhật Nam, các bạn sẽ phải đặt cọc trước 100 ngàn hoặc là 200 ngàn tùy theo giá trị của máy nhé. Nếu máy có giá trị dưới 10 triệu đặt cọc 100, máy có giá trị trên 10 triệu đặt cọc 200, và đặt cọc qua một trong hai hình thức, đó là chuyển khoản để đặt cọc hoặc là có thể mua thẻ cào Viettel Mobi mệnh giá 100, 200 để đặt cọc. Khi mà đặt cọc bằng thẻ cào, vui lòng là gửi tin nhắn mã thẻ cào và cả dãy số seri in trên thẻ sang số điện thoại của Nhật Nam. Hoặc là có thể chụp hình cái thẻ khi đã cào ra gửi sang Zalo của Nhật Nam và chỉ gửi đến hai số chính thức sau đây của Nhật Nam. Đó là số 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để mà đặt cọc cũng như là chốt đơn hàng. Nhà Nam chỉ chốt khi đã nhận được cọc và sẽ không nhận chốt hẹn của bất cứ một ai. Chốt hẹn là như thế nào? Chẳng hạn như các bạn hẹn là ngày mai anh lấy hay ngày mốt anh lấy, nhưng mà thực ra thì các bạn lại không đặt cọc sang, thì là Nhà Nam không hẹn, không nhận những cái đơn hàng như thế các bạn nhé. Rất mong các bạn thông cảm với sự bất tiện này. Và nhân tiện đây thì mình cũng nói sơ qua về cái vấn đề cam kết hàng ở bên shop Nhà Nam. Thì đối với tất cả những cái sản phẩm như là Samsung, Oppo, Vivo, nói tóm gọn lại tất cả những cái smartphone chạy hệ điều hành Android, Nhật Nam cam kết chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng sách tay. Còn đối với dòng trái táo, chẳng hạn như dòng iPhone, dòng trái táo đây này, đấy, táo cắn dở hay còn gọi là hãng Apple đó, Apple, đó, Apple là bắt đầu bằng chữ A nha các bạn, chứ không phải là hãng Oppo nha. Đấy, đừng ai nhầm lẫn, rất là nhiều bạn xem không gãy góc rồi nhầm lẫn. Đây, Apple là đây. Đây, cái chữ nó ghi thế này. Đấy. Đây nhá. Chứ còn không phải là Oppo. Đây, nhân tiện đây có Oppo. Mình đưa cho bạn xem luôn. Oppo nó bắt đầu bằng chữ O đây. Oppo là thế này, là Oppo nha. Còn kia là Apple, tức là trái táo, mà táo này thì có biểu tượng là táo khuyết. Đấy. Chính hãng của Mỹ. Chứ Nhật Nam không bán máy lốc, tức là máy là về phải mở mạng hay là phải sử dụng SIM ghép các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng, cũng như là cam kết là hàng zin, chưa sửa chữa trên men và chưa thay thế màn hình linh kiện vào máy, tức là màn hình zin, men phải zin, chưa sửa chữa các cái. Rồi, còn chế độ bảo hành thì sẽ 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nếu chẳng may xảy ra lỗi của nhà sản xuất. Và giá báo trong mọi clip sẽ là giá chuẩn để bán cho các bạn. Trong một số trường hợp giá bị thay đổi theo ngày thì có thể là các bạn liên hệ trực tiếp để nhận được giá theo từng ngày. Còn ngoài ra, Nhà Nam cũng lưu ý với các bạn luôn, đối với tất cả những sản phẩm mà máy trần không có hộp ở đây, Nhà Nam sẽ báo giá cho các bạn với cái mức giá là không có phụ kiện. Khi các bạn muốn lấy kèm phụ kiện, vui lòng cộng thêm 200 ngàn đối với là những cái máy dưới 10 triệu, và sẽ là cộng thêm 300 ngàn đối với những máy trên 10 triệu các bạn nhé. Còn tất cả những cái máy có hộp, đúng không, có hộp như này thì đương nhiên trong hộp nó phải có phụ kiện, là Nhà Nam sẽ báo giá theo cái kiểu nguyên hộp như thế này, và trong hộp có những cái gì là gửi kèm theo cho các bạn hết những cái đó. Đó, chẳng hạn như đây có sạc tai nghe AKG zin rồi các cái, có cả những cái đầu mút tai nghe đây, và hộp zin của nó thì Nhà Nam bán ra sẽ gửi đầy đủ. Đối với những sản phẩm có hộp là sẽ gửi đầy đủ những cái còn ở trong hộp như này, và thậm chí đây cả sách hướng dẫn, que chọc SIM chính hãng. Đấy. Rồi, thì hôm nay sơ qua một tí như thế để các bạn hiểu hơn và mua hàng cho thuận tiện. Còn shop Nhà Nam vừa rồi có nghỉ mấy ngày nên hôm nay về lại tiếp tục cập nhật lại hết những cái hàng đang còn tại shop. Tuy nhiên mình sẽ cập nhật live dai rất là nhiều clip, nên mọi người ok hãy đăng ký nhấn chuông để đón xem những video mới nhất úp lên kênh và chọn mua cho mình một sản phẩm ưng ý các bạn nhé. Và ngay bây giờ đây, gửi đến các bạn một con máy có thể nói khá là ok. Con iPhone 7 Plus, hàng rất hiếm trong dạo này, nên dạo này là phải bán luôn cả những con hàng B. Thì đặc điểm của hàng B có nghĩa là hàng zin nguyên bản nhà sản xuất, tuy nhiên là bị chày xước vỏ. Đấy, bị chày xước vỏ, bị nhặm vỏ. Đây, như tình trạng của con 7 Plus 32GB mã VM này là bị nhặm lưng do sử dụng ốp. Dĩ nhiên kính camera là vẫn bình thường, trong sẽ không ảnh hưởng bất cứ cái gì đến hình ảnh khi quay hay chụp các bạn nhé. Và đây là các bạn thấy có thông tin này, mã VN pin 82%, bản 32GB và là hàng vỏ xấu.
Màn hình đẹp nha, màn hình keng kính không chày, ok chưa? Chuẩn chỉ luôn. 32GB và chỉ có giá bán là 5,2 triệu, mình có duy nhất một máy các bạn nhé. 5,2 triệu. Màu đen nhám. Tiếp theo mình có một máy màu đen bóng. Màu đen bóng này thì rất là ít hàng. Và con này lưng cũng bị hỏng rồi, lưng cũng nhặn rồi các bạn thấy này, rõ ràng lưng cũng nhặn do dùng ốp này. Đấy, và kính camera dĩ nhiên không chảy. Và con này thì là bản 128GB các bạn cũng thấy đây, 128GB và máy mã Mỹ nhá. Tình trạng pin là 80%. Khá là ok. Màn hình thì cũng đẹp không chảy xước các bạn thấy đây. Các bạn lưu ý là máy màu đen bóng, bản 128GB nha các bạn. Giá bán chỉ có là 6 triệu mốt thôi. Con này cũng khá ok, bạn có thể về sử dụng với ốp hoặc đi dán là nó cũng chuẩn. Đấy, đi dán để can vào. Rồi tiếp theo chúng ta có một con A7 2018 màu nâu đồng, hay còn gọi là màu gold. Con này thì line line nâu nên mình gọi là màu nâu đồng cho nó thuận tiện nha, cho đúng màu nhất. Đấy, khá là ok. Và con này cũng bị lăm nhăm tí và bị một vài vết chày nhẹ ở chỗ chân sạc đấy thôi. Rất là kín, cũng không bị phô lắm bởi lưng sau bằng kính nên cũng khá là đẹp, chuẩn, không có vấn đề gì hết. Và đây sẽ là phiên bản 2018, A7 2018, có cấu hình RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB, rất là chuẩn, màn hình Super AMOLED khá là ok, di nguyên bản nhé. Giá bán chỉ có là 2 triệu 700 nghìn thôi, 2 triệu 700 nghìn, đây là hàng chính hãng, dùng được 2 SIM. Rồi tiếp theo ở đây mình có một con Redmi 9, con này phiên bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Nhờ Nam xem cái giá báo cho bạn luôn, rồi review sơ qua cái máy ha. Rất là hấp dẫn, rất là hạt rẻ. Nguyên hộp thì chắc chắn có phụ kiện trong hộp rồi, đúng không? Đấy, Redmi 9, nguyên hộp. Ok, con này bán cho các bạn với giá là 2,8 triệu các bạn nhé. 2,8 triệu. Máy có thể nói chất, gần như là một cái máy mới. Màn hình khá là lớn, pin cũng khá là trâu. Cấu hình thì tương đối ổn đối với những ứng dụng bình bình và những cái game nhẹ phổ thông, rất là chất. Còn máy chính hãng Redmi Note 9, giá chỉ có 2,8 triệu thôi các bạn bảo. Máy này không mua thì mua máy gì nhá. Đấy. Rồi tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có một con Samsung Galaxy A71 đây. A71 chính xác, ở đây còn một con nữa là hai con nhé. Đấy, mình sẽ kiểm tra review từng máy một. Nguyên hộp. Đấy, đầy đủ phụ kiện như này, bao gồm như sạc siêu nhanh, tai nghe zin, cáp sạc zin vẫn còn nguyên si trong cả bọc ni lông, khá là chất. Máy nguyên hộp có thể nói chất như là một cái máy mới, thanh lý. Hàng này giống như hàng trưng bày thôi. Hàng trưng bày, hàng tồn kho đây này. Đấy, nó mới được chuẩn như này. Thì A71 này sơ qua về cấu hình một tí ha. Pin khá trâu, 4,5 GB, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Rất là chất, rất là chuẩn. Có thể nói là cực kỳ chuẩn. Giá bán là 6 triệu 600 nghìn các bạn nhé. 6 triệu 600 nghìn. Khá là chất, A71 nguyên hộp. Hàng chính hãng nha. Nhà Nam là đã cam kết ngay từ đầu là không bán hàng xách tay đấy, bạn cứ yên tâm. Tiếp theo đây nữa này. Con này thì các bạn thấy đây, hộp này thiếu cái tai nghe. Mình sẽ bù vào đây cho các bạn một cái tai nghe cho dễ tính nhá, khỏi phải trừ ra cho mệt. Ok, thì giá 6,6 triệu. Con này còn dán cả lưng. Và những cái dán lưng này thì trong một vài trường hợp các bạn hàng hay của mình hay gỡ ra để kiểm tra bên trong không có chày hay không. Sợ cái có nhiều lần mình đã bị rồi đấy. Mua ỉ y tin người xong rồi không lột ra xem. Đấy, chính vì vậy mình bán, mình luôn khuyến cáo là các bạn là phải mở ra xem hàng khi mà các bạn nhận hàng do nhân viên bưu điện họ giao đó, là phải kiểm tra hàng nhé. Còn mọi vấn đề về ngoại hình về sau là bên shop sẽ không chấp nhận. Đấy. Ok, thì giá là 6,6 triệu A71. Rồi tiếp theo ở đây, hôm nay mình có được một con máy màu xanh rêu, iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max các bạn ạ. Và đây là máy bản Mỹ. Bản Mỹ màu xanh rêu, 256GB luôn, rất là chất. Để mình xem.
Vậy là máy này có khả năng là chỉ còn hộp mà không có phụ kiện, thấy cái hộp nhẹ lắm. Rồi, ok, đúng rồi. Chúng ta sẽ có hộp và không có phụ kiện nhá. Thì chúng ta sẽ báo giá con máy này là không có phụ kiện, còn hộp là cho thôi, hộp giấy khỏi tính tiền. Rồi, ok, thì đây là còn một con máy Mỹ màu xanh rêu, bản 256GB. Máy có ngoại hình chuẩn keng, đẹp keng, gần như mới. Đây các bạn cũng thấy. Đẹp không tì vết nhá. Đẹp long lanh không tì vết, màn hình không chảy xước. Máy rất là chất, rất là chuẩn. Chính hãng Táo Khuyết và là mã Mỹ bản 256GB màu xanh rêu, có giá bán là 24.200.000 các bạn nhé. 24.200.000. Cực kỳ hấp dẫn, có cái hộp mà không có phụ kiện, mình tặng kèm cho các bạn cái hộp, không tính tiền. Tính giá máy là 24.200.000 các bạn nhé. Rồi, để mình xem còn cái gì nữa đây. Tiếp tục là Samsung Galaxy A71 với RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin 4.500, rất chất, màn hình 6.7 và có thêm một màu sắc là màu xanh ngọc để bạn lựa chọn ở đây. Thiết kế camera sau hình chữ nhật khá là sang chảnh, máy nguyên hộp khá là ok. Giá 6 triệu 6 các bạn nhé, 6 triệu 600 nghìn. Cực kỳ chất, có thể nói rất là hấp dẫn bạn nhé. Tiếp tục phải là có hai máy cho chúng ta đặt hàng nó thoải mái hơn một chút mà không sợ hết hàng ha. Đấy, Samsung Galaxy A71, hàng chính hãng, sử dụng được 2 sim, màn hình vào 6:7, rất chất, pin tới 4.500, khá là trâu. Giá bán là 6.600.000. Rồi, tiếp theo chúng ta có một con Samsung Galaxy A50s, hàng nguyên hộp. A50s thì sản xuất cũng đủ 1 năm rồi, mà con này chắc bán sau. Đấy, bán thời điểm nào thì có thể có một số máy là sản xuất nhập những đợt sau thì sẽ kích hoạt bảo hành sau, thì sẽ còn được bảo hành lâu hơn này. Đây, các bạn cũng thấy là còn bảo hành đến tháng 5 2021 này. Đấy, rất chất nhá. Và có duy nhất một con A50s nguyên hộp như này đây, sẽ có giá bán là 4 triệu bạn nhá, 4 triệu, còn bảo hành tháng 5 2021. RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB, pin 4.000, màn hình giọt nước 6:4, công nghệ màn hình mới rõ nét, cũng như camera sau hiển thị tới 48MP, khá là chất. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta có một con Oppo A92. Bộ A92 ở đây thì còn hộp khá là chất để chúng ta khám phá. Còn bảo hành đến tháng 8, khá ok ha. Có sạc tai nghe zin đầy đủ. Máy đã qua sử dụng và dùng lướt, còn rất là ok. Giết nhầm hơn là bỏ sót, chúng ta sẽ kiểm tra luôn, mở cái ốp ra kiểm tra xem lưng sau có bị chảy xước gì không, phải hàng xấu gì không. Rồi, ok, rất là chất. Thì chắc hẳn các bạn cũng quan tâm cấu hình con A92 này đúng không. Con A92 ở trên tay nhà Nam đây, máy nguyên hộp có cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, sử dụng con chip của Mỹ, con chip Qualcomm Snapdragon 665 8 nhân, chạy rất là ổn định, tiết kiệm pin và lại còn được trang bị quả pin 5.000 lên thời lượng dùng rất là lâu, rất là chất. Hàng chính hãng Oppo, còn bảo hành tháng 8, khá là ok. Có giá bán là 4.800.000 các bạn nhé, 4.800.000, cực kỳ ok luôn các bạn nha. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn rất là nhiều hàng chuẩn, ngon lành, đẹp, chính hãng. Do mình sẽ làm video nó vừa tầm để các bạn theo dõi cho thuận tiện, đỡ mất thời gian của bạn, nên mình tạm dừng video này tại đây. Bạn nào mà kết cái máy nào mình vừa giới thiệu, hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ. Nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ và đừng quên đăng ký nhấn chuông để theo dõi những clip tiếp theo chọn mua máy chuẩn chất để sử dụng cho nhu cầu làm việc cũng như giải trí của các bạn nhé. Rồi, mình một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ shop Di động Nhật Nam. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.